Em ở nơi nào, em ở đâu, lời ca tức cười vừa cũng sầu. Thấy bữa nay trời nắng không? Nắng chưa? Nhờ tao á. Nhờ gì? Bữa nào cũng mưa chứ, nhờ tao đây dắt xe tao ra rửa cái nữa trời nắng nè. Nói ra chút xíu mưa giờ kìa. Nhưng mà có cái vụ Facebook mình mới nhớ nha bạn. Cái mấy cái như mấy cái fanpage nick giả mạo đó, có kết bạn với bạn, các bạn nhớ report nick đó vào danh mục giả mạo người khác nha. Và cái fanpage đó không phải fanpage chính thức của tụi mình nha. Con ai mày? Dạ. Này tính trên rồi. Con nào ngủ cho anh đó. Tối mày về mấy giờ? Dạ. Mày về mấy giờ? Sáng rồi mới về đó. Rồi chọn cái ông cố nội em ngủ nè. Tao về rồi nghe. Thấy gì không? Tỉnh. Nè, gặp cái này là biết cái này là cái gì không? Cái này gì? Đã cổ bổng nè. Chỉ nó ngủ rồi ông nội. Sao? Chỉ nó ngủ kìa. Kệ nó. Giấc không? Gì đó. Đi ra ngoài nhìn đi coi đi. Quá chữ nháy chữ đẩy cái là đẩy vào nhất đây không chơi đây bỏ gì ông nội giết nó chứ chưa ông cho nó chạy cái quên quýnh đâu phút nào vậy ông nội nó bập môi kìa nó đang quậu không đó. Ê ăn mình nên vậy. Sao mấy ba? Tụi mày làm gì vậy? Nó ngủ kìa, giờ đi ra chợ kiếm mặt cầm mấy cam ăn giải bị quýnh quá. Nói ngủ cũng miên nữa. Nói thỉnh lắm rồi. Nào thỉnh? Nói thỉnh rồi tao thỉnh luôn, quỷ cũng thỉnh luôn. Chơi trời nhậu ghê ba. Nào tụi em ra xe ra rửa là trời mưa. Bữa nay bà tin tao tha thu mày không? Nghĩa trước là tha thu nó tha không giờ. Đi chợ. Đi đi vô đây nè. Quất ba cho nó chơi. Đây. Còn chơi điện lát mua khô mực cho nó ăn đi. Mày hả? Ừ. Rồi. Bác cái không ạ? Được rồi. Ê, hỏi bà dạ có đầm không? Gì? Đồ bầu cho nó mặc đi. Đồ bầu hả? Đồ bầu cho nó mặc đi. Chị. Có đồ bầu không chị? Đồ bầu chơi hai ba chứ có vợ. Không, cho một cái đồ bầu đi. Nè. Ê, nghĩa rồi mặc đi cầu hai. Thôi, rồi, mặc ai coi. Ê, được á. Được á. Bộ này sáng nè. Đó, bộ đó sáng đó, có gì tối cho ông Hải mặc. Ngủ gì chí. Nội mày. Thử mặc thử coi vừa không? Ê, chí mặc. Chí mặc là lòi hai cái tấm vú ra ngoài luôn á, với lòi chí giấy nữa. Đi dài đi. Ù là trời nắng muốn chạy sáng luôn các bạn. Trời các bạn. Ông Hải ông mặc cái chậu là từ. Các bạn biết thế này không? Tại tính con nghĩ mặt cả thích màu vàng. Khi à ní ngọt hơ bon ư. Thank you.
gã đeo vậy. Biết tụi mày có sợ đâu không? Gói gà lưới gói không hả? Đúng. Ê vậy sao mày? Bạn nước cho tỉnh. Uống đi. Đó qua clip cũng mệt nữa. Ta coi nữa bạn. Quay trời. Té luôn kìa. Máy giờ kiếm xe nào đẩy ra chợ luôn. Bắt đầu chương trình chạy nè. Tập chưa? Gì? Chạy nha. Chưa, rồi đi, thang thang. Chú Huy. Huy nè. Rồi, để xe nè, để đâu. Em ở nơi nào, em ở đâu, lời ca tức cười vừa sầu. Quê nghèo áo nhuộm màu sương gió, một kiếp phong trần bà xẻ bà mua thịt ký không? Xẻ từ ký bán cho. Sao biết ngủ mà đẩy à?
Ủa thật sao không anh? Đâu ăn không? Sao không ăn không nổi? Mua rồi. Nhà có thịt chó rồi. Anh đặt rồi. Không ăn thịt heo. Đâu tiền ngọt à? Đây 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 đây. Đi qua đây. Đến đó luôn hả? Thức đi, tắt thức đi. Được không? Được rồi, đừng kêu. Phun gà, phun gà nhé, nhé nhé, phun gà nhé. Ê, tới chỗ đầu quần rồi mày ơi. Chơi nữa. Đấy, tới chỗ rồi, tới chỗ rồi. Dạ. Tới chỗ rồi. Lại đây vậy. Kiếp này là về đê. Kiếp sau thì ô mô. Kiếp này là về đê. Sau công thương mà hẹn kiếp sau. Kiếp sau có còn gặp lại nhau giống như bây giờ hay sao? Hay như thế nào? Cứ sao ai còn thương hẹn giờ nhau? Mày đứng dậy coi. Mày làm gì đây hả? Đứng dậy coi. Ngày gọi kia nắng long lanh qua hàng mi. Chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế tươi môi em khẽ cười. Tươi trên em cất lời tình yêu ngày xanh. Mày coi vợ coi bị gì kìa, nó té chứ dập chứ trứng giái rồi đó. Quà nội có nằm như con heo chết sình như mày. Ừ, chơi 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 lại chơi mặt lớn mặt nhỏ vừa. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nghe các bạn. Mấy bạn xem video mình có hay nhớ like và share subscribe kênh mình, nhắn vào cái đầu kia để hiển thị ra cái tóc mới nhất nha các bạn. Nhắn nhắn. Ủa, ai chơi ổng bó xịn xịn nữa kìa. Ủa sao trả thù các bạn?